Ai vậy? Mở ra đi em, anh đang làm cái này. Chưa lấy hàng được đâu. Anh đang quay cái này rồi. Chút xíu đi. Mày có gì một chút em lên xuất rồi anh đi cướp cho em nha. Rồi rồi. Yêu nhờ xuất là 30 đi cướp á. Anh đang quay livestream, nó không tí em vô. Quen cái hết pin từ vậy ta. Được rồi, hết bê bê nó nghe nè bê ba lấy giùm cái cục sạc với cái cáp iPhone sắp hết pin rồi sắp tắt máy rồi nó nghe ngoài cùng mở dây kéo nó quay nó tắt dữ chừng mất công rồi. Cái gì nữa cái gì cáp dây cáp iPhone đó. Gắm cái gì đây? Uber. Cắm đâu đi? Nhắn ngủ. Ad quay xong hết một đoạn clip này, ad sẽ cho các bạn biết giá ha.
cái hình thú kia ngắn quá, không có dây không có tới quay. Trinh ơi, em đang quay live á Trinh ơi. Chết, em đang quay live mà Trinh nói gì là mấy khách hàng của em nghe hết rồi. Thế em đang livestream á. Chết rồi. Cước like giùm đi B. B. Cước like giùm đi. Nghe giùm đi. Bấm 40. Ai? Hỏi ai hỏi ai? Ai vậy? Rất nhiều. Gì vậy? Dạ mua giờ hết hàng rồi, nó không chắc lần sau đổi, còn thôi kêu ổng đổi món khác. Thôi giờ anh đang livestream nên mới nói chuyện được lâu ha, trước anh nói lại đi.
gì nữa ta. Chúng cái chân cũng bị rồi.